Idol Trung Quốc đứng hình sau khi mất lớp filter. Ui, ai đây? Vâng, ủa thế nào thế? Filter rồi. Sao giờ mặt ra mãi này mà mất hết rồi? Vâng, à, ui đây rồi, ui đây rồi. Ui giời, đẹp trai trở lại rồi. Quá là hào diệu luôn ạ. Vâng, như vậy chúng ta vừa thấy một trai đẹp Trung Quốc đang live stream luôn ạ. Thì bỗng nhiên lớp filter biến mất và hiện ra khuôn mặt của chàng trai này. Tôi không biết nó là ai nữa. Cho nên bây giờ trên mạng là nó rất ảo diệu mà ạ. Không gặp trực tiếp ngoài đời chúng ta không biết được là người ta trông như thế nào đúng không ạ. Úi dồi ôi, tôi cứ tưởng là nghiện cơ. Nhầm. Đăng ký kênh để ủng hộ nha. Kênh Tô Tin Tức. Xin chào.